Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Gây sốt vì xua gái một con xuất thần chưa đủ, Phạm Hương còn khéo để lộ chi tiết chứng minh cuộc sống xa hoa ở Mỹ. Mặc dù đã là mẹ một con, Phạm Hương vẫn thường xuyên khiến dân tình trầm trồ với nhan sắc tươi trẻ và body chẳng kém cạnh ai. Mặc dù đã tạm xa và biết gần 2 năm, tuy nhiên cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương và gia đình nhỏ luôn chiếm sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Có thể thấy, từ bỏ ánh hào quang của showbiz, Phạm Hương đã trở thành người phụ nữ của gia đình, làm mẹ của nhóc Tì 1 tuổi cực đáng yêu. Đáng chú ý, mới đây nàng hậu còn khiến dân tình phát sốt với nhan sắc chuẩn gái một con trông mòn con mắt. Khi lên đồ sành điệu xuống phố, mặc dù đã trải qua sinh nở nhưng Phạm Hương vẫn giữ được nét tươi trẻ, nhan sắc ngày càng mặn mà và body thon gọn chẳng kém cạnh ai. Tuy nhiên, ngoài hàng loạt lời khen ngợi về nhan sắc của mẹ bỉm sữa, Phạm Hương còn khiến dân mạng chú ý khi khoe khéo chiếc túi xách đến từ một thương hiệu thời trang đắt đỏ. Được biết, chiếc túi này được khá nhiều người nổi tiếng trên khắp thế giới ưa chuộng, có giá gần 70 triệu đồng. Chỉ với một chi tiết như thế này, Phạm Hương đã chứng minh cô đang tận hưởng cuộc sống vô cùng xa hoa sang chảnh, chẳng thua kém mỹ nhân vờ biết nào. Phạm Hương khoe nhan sắc mặn mà chuẩn gái một con và chiếc túi xách hàng hiệu gần 70 triệu đồng. Mẫu túi Phạm Hương đang sở hữu có giá gần 70 triệu đồng và rất nhiều xe sang. Ngoài chiếc túi này, Phạm Hương còn có một bộ sưu tập túi xách đắt tiền khác. Phạm Hương thường xuyên khiến dân tình trầm trồ với những khoảnh khắc khoe khéo đồ hiệu thế này. Không chỉ đồ thời trang, hàng hiệu Phạm Hương còn sở hữu rất nhiều siêu xe ở Mỹ và một ngôi nhà sang trọng của làng hậu ở trời Tây. Cô còn được ông xã tặng những kim cương siêu to khổng lồ nhân ngày lễ tình nhân. Phạm Hương và con trai tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền cực quý tộc và quý phái. Cách đây không lâu, Phạm Hương còn khoe khoảnh khắc tình tứ bên nửa kia. Được biết ông xã Phạm Hương có cơ ngơi và tài sản không phải dạng vừa đâu. Rời xa hào quang showbiz, Phạm Hương đã trở thành người phụ nữ được gia đình và là mẹ bỉm sữa chính hiệu. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.